Chào anh em nha. Hôm nay thì mình cho anh em cái cảm nhận về cái cùm Rainbow mà lần trước mình đã review cho anh em. Bên đây là cùm phanh. Cái này là Rainbow Rossi ha. Super phay nha anh em. Là hàng mới nhất trên thị trường bây giờ đó. Nó giống phay có thể nói là 98%. Là về gia công bên ngoài rất là chi tiết. Đây là cùm côn Bilet. Vì sao mình lại chọn cái cùm côn này thay vì cái cùm côn mà có núm chỉnh phía trước thì bữa nay mình sẽ cho anh em biết luôn. Thứ nhất á, cái cùm côn có núm chỉnh phía trước á, chỗ này nè, nó sẽ đi ra hơi xéo thôi à. Thì khi mà anh em xài á, nó sẽ bị cọ vào đây nè. Đây nó sẽ cọ, một là cọ vào cái nút vaccine, và hai là thì cọ vào đây. Nếu chỉnh thấp xuống thì sẽ cọ vào đây, thì khi bóp vào sẽ không có bóp được hết côn nha, nó sẽ bị đụng, nó không có đụng không hết côn được thì nó bị mất một cái khoảng côn. Còn cái này thì bóp thoải mái nè, anh thấy không đó, đây còn rất hở rất là xa. Thêm nữa cái núm chỉnh á, thì thứ nhất á, là nó sẽ không có tăng được nhiều ha, nó sẽ không có tăng được nhiều, trái lại dù anh em tăng hết cỡ đi nữa thì nó cũng còn rất là xa. Còn tuy rằng cái này anh em thấy vậy đó, chứ thật sự là nó như zin, cái khoảng cách từ đây tới đây nó như zin à, cầm rất là dễ. Và cái chỗ này nó cong ra rất là nhiều nè, nó tạo cái thế đồng bẫy nè, khi anh em kéo ra kéo côn nó sẽ rất là nhẹ ha, nó như là trợ lực vậy đó. Cái thiết kế của nó như là cái tay Acosento vậy đó. Rồi bên đây là núm chỉnh luôn ha. Còn đây là gì? Đây là cái dây công tắc. Thì công tắc này á, một là anh em chế vào đèn phanh, vì ở bên tay phanh này nó không có cái bộ đèn phanh như là cái hàng mà các cái hàng trên thị trường mà loại rẻ thì nó có gắn dưới đây gắn được cái công tắc đèn phanh, còn cái này thì không có. Thì anh em gắn dây này đầu công tắc đèn phanh là một, còn hai thì anh em gắn vào cái chắc này, cái chắc mà để mình cắt cô mình nổ máy á, lúc mà còn số á. Thay vì các xe khác á, thì xe đời cũ phải dày mo, sau này có cái dây này thì mình cắt côn mình để máy được mọi số. Nhưng khi anh em rút cái này ra, thay cầm rút cái này ra thì không còn được. Thì cái này mình ghi, mình lấy công tắc mình ghi vào đây ha à, rồi sau đó mình ghi sát vô, rồi mình dùng coi nhiệt á, mình đốt cho nó bảo vệ lại. Thì khi mình cần xài á, thì mình tắt, khi mình không xài thì mình mở lên. Đó, ghi vào đây. Rồi đây mình sẽ review cụ thể cho anh em coi cái cùm. Bóp rất là nhẹ nha anh em, không một chút lỗi luôn, rất là mướt. Còn bên đây là tay phanh. Đặc biệt cái tay phanh này nó khác gì với tay phanh zin. Tay phanh zin mình bóp á, một á là nó ăn, và khi nó ăn thì nó giật một cái thật là mạnh đúng không, nó siết cho một cái thật là mạnh. Tới nỗi mình đang dắt xe mình bóp một cái là cái phục mình nó nhấp xuống luôn đó. Còn hai anh em bóp lơ lơ ở ngoài là không, là nó không ăn. Cái đó là cùm zin. Còn đối với cùm này, anh em gài đụng nhẹ thế này nè, thì ở dưới đã có lực phanh rồi. Cái này là nói theo cách của mấy cái cùm zin, nhưng thật sự cùm này cũng làm được vậy luôn. Mình đã test rồi. Và để nó cụ thể hơn, ví dụ như anh em không chạy được, cảm nhận được, thì anh em hãy nhìn cái mực dầu đây. Đây mình chỉ cần bóp nhẹ, mực dầu sẽ thay đổi, anh em xem nha. Mực dầu nó sẽ đôn lên nè. Đây anh em thấy không đó, như vậy thôi là phía dưới đã có lực phanh rồi nè, siết mạnh vô nè. Và khi mà anh em siết mạnh vô như thế này, đang chạy siết mạnh vô thì nó thắng là rất là ngọt, rất ngọt luôn, chứ không phải là hít xuống như là cái phanh zin mà hít một cái xuống thật là mạnh đâu, mà nó thắng là rất là mềm, mềm lắm. Nếu mà nói như là ABS là mình quá thổi phồng rồi, nhưng mà gần gần vậy đó, thắng là rất là mềm. Còn khi mình gài nhẹ vậy nè, nó gài nhẹ là ở dưới đã có lực phanh rồi, cảm giác cái xe nó đã chậm lại ngay lập tức đó, nó trả lời ngay đó, như kiểu phanh hỏi là heo trả lời vậy đó. Rồi còn đây là phần phanh sau. Phanh sau thì đây là một cách đi dây thể thao nha anh em, là mình kêu bằng là mình móp lại á, cover lại. Thì trước là cái phanh này nó đi vào đây nè, nó đi vào đây, nó cuốn ở trong đây ha, nó làm cốp dây rồi trong đây nó rất là rườm rà. Bây giờ mình đi nó ra ngoài, anh em xem nha. Đây nè, đi từ đây nè ha, xuống đây, rồi sau đó móc vô cái bát này, cái bát giữ dây này,
lên đây và xuống đây, con ốc này chỉ quay ngược thôi, siết cho chặt vô ha. Ở dưới đây nó có một cái khe để mà chặn sợi dây chống xay, mà đó là dành cho kỹ sư Nhật họ tính toán thật là kỹ thôi, nhưng mà mình xài chắc không có tới nổi mà con ốc này nó phải chạy đâu. Anh em siết cho chặt vô được rồi đó, đi cong lên vậy nè. Nếu này dây độ là cực đẹp luôn. Mình thì dây độ rất ngon nha anh em, dây độ mà loại xịn nó rất ngon, loại mắc tiền rất ngon, vì nó bằng kim loại, khi mình bóp ống này nó sẽ không có phì ra, không có mất lực phanh. Còn phanh zin thì đã bị mất lực rồi. Đây phanh zin đây, để nét cái đó. Anh em thấy cái mực dầu không? Đó mực dầu. À mình cũng muốn nói cho anh em biết luôn là cái mức phanh. Nhiều anh em cứ đạp phanh của mình rồi không biết phanh mình là ngắn hay dài, thì mình sẽ cho anh em biết cái mức phanh zin á của Yamaha, bên đạp zin hoặc là bay bên đạp độ rep racing boy mà mình bán á, thì cái mức phanh rất là ngắn nha anh em, rất là ngắn như vậy thôi, nó rất là ngắn. Thì cái khoảng bên nhúng này nó khoảng milimét thôi, 3-4 milimét à. Thì nếu anh em đạp sâu quá, anh em đạp và thấy nó xăm mà nó sâu quá không ăn, thì mình sẽ chỉ anh em cách khắc phục luôn. Đó chính là cái nguyên do mà nó mình đạp sâu phanh không ăn, là vì ở bên trong đây nè, bên trong cái đường ống hoặc là bên trong bên đạp hay bên trong con heo nó còn bọt khí, nghĩa là nó còn bong bóng, nó còn một cái khoảng khí. Ở đây dầu nè, ở đây bong bóng nè, ở tới đây là dầu. Thì khi mình đạp á, cái lượng dầu này nó ém xuống phải không, thì nó sẽ đẩy cái bọt khí đó tới, được cái bọt khí đó nó mới đẩy chất lỏng tới. Thì không khí mà đẩy chất lỏng thì đẩy đâu, nó đâu có nổi đâu, cho nên nó yếu và nó trễ là vậy đó. Thì nhiệm vụ của mình là gì? Nhiệm vụ của mình là phải xả cái bọt đó ra ngoài, phải đẩy cái bọt đó ra ngoài. Thì đẩy bằng cách nào? Đẩy là như thế này nè. Thì trên mạng sẽ có rất là nhiều video hướng dẫn mình cách. Thì mình thấy cách mà đơn giản nhất để xả bọt khí ra ngoài thì đầu tiên, quy tắc đầu tiên, anh em phải chú ý cho châm dầu vào cái bình dầu phụ này ha, châm vào chú ý châm hoài nha, không được để cho nó bị hụt cái mực dầu nha. Lúc nào cũng phải đầy, lúc nào cũng phải trên cái co của cái bên đạp này, lúc nào cũng phải mực dầu trên thôi. Để chi? Để lúc nào cũng có dầu nó ém xuống đó, để khi mình vừa xả gió ra là lập tức cái dầu nó đẩy cái bọt khí đó ra. Thì cách làm là đầu tiên anh em lấy một cái chìa khóa dòng 8, anh em chồng vô đây ha, chồng vô con ốc này. Rồi anh em lấy một cái ống thế này nè, anh em ghim vào đây ha, đưa ra ngoài để làm chi? Để cái lượng dầu hay là khí gì đó, tại vì khi mà cái bọt khí nó đẩy á, nó cũng đẩy dầu ra luôn, đẩy dầu ra trước rồi cái bọt khí nó mới ra theo đó. Thì lúc này á, cái lượng dầu mà nó đi trước á, nó sẽ bị đẩy ra ngoài, nó sẽ văng tùm lum hết. Mình ghim cái ống vô đây, cái ống nối ra ngoài xa đó, để mà không có dầu nó bắn lung tung. Số anh em chơi ngông thì có thể cho dầu bắn tự do cũng được, nhưng mà ghim cái ống cũng là để mình quan sát cái bọt khí đó, chứ dầu với bọt khí mà nó bắn là một lượt mình không có biết cái nào đâu. Rồi anh em ghim vô ha, để chìa khóa 8 sẵn là ghim cái ống vô. Rồi bây giờ anh em bắt đầu anh em đạp nè, anh em lấy tay anh em đạp, tháo cái lò xo này ra nha anh em, tháo lò xo này ra đạp cho nó nhiều và nó mạnh, để cho nó gắt á. Anh em đạp thật là mạnh nha. Anh em đạp một hồi đi. Đó, rồi sau đó khoảng chừng 10 cái đi ha, mình thống nhất đi, quy chung là 10 cái. Rồi đạp 10 cái. Sau đó anh em giữ cái phanh gì nè. Giữ cái phanh hoặc nhờ bạn mình giữ nha. Giữ cho mạnh. Sau đó cái tay chìa khóa 8 ở bên con ốc xả gió đó, mình nới lỏng ra và nhớ là đè nha, giữ luôn. Nới lỏng ra thì lập tức cái lực nén nãy giờ mình đạp cho nó hút hơi vô đó, đạp mạnh vô đó cho cái dầu này nó xuống nè, thì nó sẽ đẩy. Thì lúc này nó sẽ lỏng ra, thì mình vẫn giữ, khi lỏng ra mình đè mạnh xuống luôn cho nó xuống luôn. Rồi thì bước tiếp theo là xiết con ốc lại, khóa hơi lại ha, khóa hơi lại, sau đó buông cái này ra và mình nhấp tiếp 10 cái nữa. Thì cứ như vậy hoài vậy đó, đến khi nào mà mình đạp 10 cái xong mình giữ rồi mình xả gió ra mà cái này nè nó xuống tuốt ở dưới luôn và dở ra, thì lập tức cái bình dầu này nó hút xuống rất rất là nhiều, và ở đầu đầu ra
đầu cái ống dây ra bên ốc xả gió, anh em thấy không còn một chút bọt khí nào hết, dầu là nó trong veo luôn. Đó là thành công. Thì tới lúc đó anh em cũng tự biết à, khi mà nó xuống, khi mà cái cần đạp nó xuống tuốt dưới đây rồi ha, mình lấy lên lại, mình đạp xuống chừng 2-3 cái thôi thì lập tức cái phanh này nó cứng ngắc vậy luôn nè. Nó chỉ chút xíu thôi là anh em biết rất là ăn rồi, lúc đó là khỏi test luôn cũng được đó. Nhưng mà để an toàn thì sau khi xong hết rồi ha, siết ốc xả gió lại cho cứng, châm dầu vô cho đầy, rồi thì anh em ra anh em chạy test thử đó. Và anh em chú ý nha, cái quy tắc chung là như thế này, ở video kia mình có nói rồi, dầu phanh lúc nào cũng phải chừa một khoảng trống như thế này nè, một khoảng trống. Thì cái bình dầu riêng cũng vậy, nó có cái mức flow và mát à. Thì dù anh em đổ mát đi nữa, nhà sản xuất người ta vẫn chừa cái khoảng trống ở trên để làm chi, đây để dầu nó có khoảng không khí nó lên xuống ha, chứ nó không bị tù, không có dính phanh. Rồi thêm nữa, cái quy tắc chung là lúc nào cũng phải để cái mực dầu á nó cao hơn cái ben. Nhiều số anh em gắn như thế này giống mình nè, rồi để cái ống nằm gì nè, nó nè anh thấy không, bóng nó chạy lên nào đó, đó nó chạy lên nè. Đó đó, bong bóng chỉ cần đụng xuống đây thôi thì lập tức không khí sẽ cái lượng mà cái bong bóng này nó sẽ chạy vô cái ben này, lúc đó là cũng như không luôn, lúc đó nó sẽ xuống đầy, cái bong bóng nó sẽ xuống đầy, xuống, rồi nó nằm ở bên trong là anh em phải xả nó ra nữa đó. Anh em chú ý nè, anh em coi là anh em coi kỹ lại nha, đây mình bóp nè, anh em thấy không? Đó đó, đụng nhẹ nè, nó đụng nhẹ cái phanh, anh em xem nha, nó đụng nhẹ cái phanh nữa, mình chỉ cần khều nhẹ cái phanh thôi à, nó đã vậy rồi nó, và cái bong bóng nó đã cái ben nó đã trả lời rồi, nó đã bắt con heo phải trả lời rồi. Thì ở dưới đây là nó gần như là ABS luôn, nó nhấp điên cuồng, và con heo của mình phải trong tình trạng là sạch sẽ nha anh em, bít tông bố là phải sạch sẽ chứ nó dơ nó kẹt này nọ là bình thường. Rồi cảm ơn anh em đã xem video. À, trên đây là video review về cái cùm Rambo Superfan và cách để mà xả cái xả gió của cái ben đạp tại ben. À quên nó luôn một cái nữa là cách mà mình xả gió của cái loại tay này, cái loại tay mà nó có ốc xả gió nè. Đây thì anh em sẽ xả gió là ở trên đây trước nha, mình vô dầu mình xả trên đây trước, thì cái quy tắc cũng vậy đó, cũng bóp rồi siết lại ha, rồi xả gió ra, siết cứng vô, siết con ốc xả gió này lại, sau đó buông ra bóp tiếp. Thì chừng nào trên đây nè, cái ống mình ghim trên con ốc xả gió này nó hết bọt ha, hết bọt thì bắt đầu mình xuống dưới mình xả con heo đó, xả tay trước rồi tới xả heo đó, xả sạch gió luôn. Rồi bên trong đây là dầu 100%, thì khi anh em bóp vào thì chỉ có dầu nén xuống với dầu thôi, chứ không có cái gì cản ở giữa hết. Rồi à, anh em chú ý trong quá trình mà mình vô dầu cho nó sạch nha, đừng có để cho có cặn nha, vì cái những cái đường ống dẫn dầu bên trong đây nó sẽ rất là nhỏ đó, bụi mà nó đóng lại thì sẽ rất là mệt mỏi. Rồi video đến đây là hết, cảm ơn anh em đã theo dõi, và nếu cần hoặc thắc mắc gì thì anh em để lại comment cho mình nha.